thần tượng đẹp trai đi lấy vợ là một niềm tiếc nuối lớn đối với những fan girl. Thời điểm những sao nam Việt này lấy vợ và sang Mỹ định cư đã có rất nhiều chị em tiếc nuối. Nhưng rồi khán giả lại bất ngờ khi lần lượt những mối tình này tưởng như rất đẹp nhưng lại nhanh chóng tan vỡ. Vai cùng blog giải trí điểm lại 4 nghệ sĩ Việt đã ly hôn vợ tại Mỹ bạn nhé. 1. Vợ chồng Trương Minh Cương. Mới đây nhất thì thông tin ông Hoàng quảng cáo Trương Minh Cương và vợ cũ Thu Huyền ly thân từ năm 2017, hoàn tất thủ tục ly hôn vào đầu tháng 10 năm nay. Khi tiết lộ với báo chí, Trương Minh Cường cho biết việc hôn nhân trục trặc khiến anh căng thẳng trong thời gian dài và dần ít tiếp xúc với mọi người. Và suốt thời gian khi ly thân với vợ trong 2 năm thì anh đã phải đi khám liên tục, nhưng anh ngừng uống thuốc, tự vượt qua cảm xúc tiêu cực gần đây. Trương Minh Cường và vợ cũ tuy đã ly hôn, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn gặp mặt nhau và chăm sóc các con, đưa chúng đi chơi để bù đắp tình cảm. Trương Minh Cường từng là diễn viên quen mặt với rất nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam, còn được mệnh danh là vua quảng cáo với cát xê 1,5 tỷ đồng. Và đến nay, Trương Minh Cường đã bước qua tuổi 40 nhưng vẫn giữ được sự phong độ và điển trai của mình. 2. Vợ chồng Đan Trường, Thủy Tiên. Giữa tháng 7, những khán giả Việt Nam chắc ai cũng biết thông tin Đan Trường ly hôn vợ bên Mỹ. Cặp vợ chồng Đan Trường, Thủy Tiên đã có 8 năm chung sống, mặc dù ít ở bên cạnh nhau thường xuyên. Có thời điểm khán giả rất là ngưỡng mộ vì mối tình của ca sĩ Đan Trường và vợ doanh nhân Thủy Tiên. Gia đình hạnh phúc của Thủy Tiên và Đan Trường có tiếng cười của con trai Thiên Tư, nhưng rồi cũng không thể bên nhau được mãi. Cả hai đã xác định ly hôn trên báo chí, đồng thời cũng đưa ra quan điểm sau ly hôn rất là tiến bộ, cho nên vẫn được nhiều khán giả yêu mến. Đại diện của ca sĩ Đan Trường cho biết, vợ chồng Đan Trường ly hôn vì những quan điểm sống khác biệt. Và họ chọn cách rời xa văn minh nhất. Khi ly hôn, cả hai không có mâu thuẫn ghen tuông, tài sản cũng không tranh chấp. Đan Trường là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng nhất ở Việt Nam, gắn liền với những thế hệ 8X và 9X qua những ca khúc bất hủ của Đan Trường như sau: Tình khúc vàng, Biệt khúc chờ nhau, Đi về nơi xa, Kiếp về sâu, vân vân. 3. Vợ chồng ca sĩ Lâm Vũ. Nhiều người từng rất ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của ca sĩ Lâm Vũ và vợ là Hoa hậu Huỳnh Tiên. Tuy nhiên hồi giữa tháng 9 thì ca sĩ Lâm Vũ khiến báo giới hoang mang khi thông báo anh và vợ cũ đã ly hôn được một thời gian. Dù khi mới vừa ly dị thì ca sĩ Lâm Vũ giữ kín chuyện đổ vỡ hôn nhân vì ngại ồn ào, bàn tán. Tuy nhiên hiện tại thì cả hai đã có cuộc sống mới rất là hạnh phúc nên cũng thoải mái chia sẻ với công chúng về chuyện Lâm Vũ và Huỳnh Tiên ly hôn. Chia sẻ với khán giả, nam ca sĩ Lâm Vũ cho biết anh và vợ cũ từng có 2 năm sống xa nhau cho nên khiến tình cảm nhạt dần. Chuyện tình của ca sĩ Lâm Vũ cũng kết thúc khi cả hai cảm thấy quan điểm sống khác biệt, không có tiếng nói chung và ly hôn trong hòa bình và văn minh. Hiện tại thì ca sĩ Lâm Vũ đã về sống ở Việt Nam, trong khi vợ cũ và con gái thì vẫn sống ở bên Mỹ. Cô con gái của ca sĩ Lâm Vũ thì được mẹ chăm sóc rất là chu đáo. Bạn chắc hẳn vẫn còn nhớ những bài hát hay nhất của ca sĩ Lâm Vũ như sau: Lời đắng cho cuộc tình, Thật lòng em muốn ra đi, Trái tim anh thuộc về em, vân vân. 4. Vợ chồng Hoàng Anh. Có thể nói đây là sao nam ly hôn ồn ào nhất thời gian vừa qua, khi đàn trai đàn gái thi nhau đổ tấu nhau trên mạng xã hội. Đám cưới của diễn viên Hoàng Anh và Quỳnh Như thì diễn ra rất là đinh đình hồi tháng 2 năm 2017. Sau 2 năm sống tại Việt Nam, thì đến tháng 4 năm 2019, Hoàng Anh ngừng hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam và theo vợ sang Mỹ đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên hồi cuối năm 2020, vợ cũ của diễn viên Hoàng Anh thông báo cả hai đã chính thức ly hôn sau 3 năm chung sống. Và vợ cũ diễn viên Hoàng Anh cũng tố anh sống bội bạc và phản bội cô. Và ngay thời điểm đó thì diễn viên Hoàng Anh cũng tố ngược lại vợ, có rất nhiều tính xấu, ghen tuông vô cớ và kiểm soát chồng, làm cho anh luôn cảm thấy ngột ngạt. Và theo lời của diễn viên Hoàng Anh thì Quỳnh Như thường đánh, làm mắng bé mỗi khi tức giận Hoàng Anh. Vụ ly hôn của Hoàng Anh và vợ cũ hiện tại thì vẫn chưa được xử lý vì dịch bệnh. Tuy nhiên diễn viên Hoàng Anh ly hôn vẫn nhường quyền nuôi con cho vợ cũ, chỉ thỉnh thoảng đến thăm con và chu cấp cho con. Diễn viên Hoàng Anh khá quen mặt với khán giả phim truyền hình Việt Nam. Khi góp mặt trong rất nhiều những bộ phim hot đình đám như là Gạo Nếp Gạo Tẻ, Đam Mê, Hoa Nắng, Cô Thắm Về Làng, vân vân. Những cuộc hôn nhân của sao Việt tại Mỹ đều khiến khán giả phải ngưỡng mộ. Với sao nam Việt ly hôn trên đất Mỹ thì càng khiến khán giả phải tiếc nuối vì họ không được hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Và video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé!